2 tháng trước tôi có làm một cái clip về Bitcoin, giải thích Bitcoin là gì, bản chất của nó, công nghệ của nó, vì sao người ta tin tưởng và mua nó với giá cao như vậy. Chứ các bạn biết, tới bây giờ tụi nó vẫn comment là đừng có lừa đảo nữa, tiền ảo, đây chỉ là trò chơi của cá mập. Tôi anh học đại học kinh tế, nhưng cái này vượt ngoài tầm hiểu biết của anh rồi anh ơi. Tôi không nói rằng tôi luôn đúng, nhưng từ trước tới giờ, chỗ nào tôi sai, chỉ ra giùm tôi. Các bạn thấy clip before không? Tôi đúng, tới giờ không có đứa nào xin lỗi hết. Các bạn có thấy những chuyện tôi nói về lũ lụt không? Tôi đúng, cũng không đứa nào xin lỗi tôi hết. Nếu các bạn nghĩ rằng tôi sai, các bạn hoàn toàn có thể làm một clip chỉ ra tôi sai chỗ nào, giấy trắng mực đen, logic, bằng chứng. Chứ đừng có nói không không như vậy, nói vậy tôi cũng nói được. Cột đồng râm sai, tôi là giám khảo MasterChef. Nhưng mà hả, về cái chuyện mà xào rau muống á, nói thiệt á, vượt quá tầm hiểu biết của ông. Tôi có một cái lớp dạy Bitcoin, dạy những cái thứ căn bản dành cho những người muốn đầu tư vào thị trường này. Đó là cách mua, cách bán, cách đầu tư làm sao mà cho bớt lỗ. Và quan trọng nhất là cách né tránh những cái thằng lừa đảo nhan nhản ở trên cái thị trường tiền điện tử này. Và các bạn biết sao không? Rất nhiều đứa nó vô nó chửi tôi tiếp. Thằng này lừa đảo, mày lại tiếp tục dụ gà. Các bạn ơi, các bạn à. Mặc dù từ đầu tới cuối tôi chỉ nhận tiền học phí, chứ tôi không hề nhận một đồng nào đầu tư qua hết trơn hết đó. Các bạn có thể coi những cái phản hồi của những người đã học cái lớp của tôi ở đây. Họ nói gì và họ đem lại cho tôi cái gì. Họ donate cho tôi 0.1 Bitcoin. Bởi vì họ thấy tôi dạy quá hay, quá tuyệt vời. Có những cái ghẻ mà nó chửi tôi á, nó không hề đi học. Thì theo các bạn, giữa những người đi học với những đứa không đi học thì các bạn tin ai? Tôi vẫn còn mở cái lớp mà Bitcoin căn bản đó dành cho những bạn nào mà muốn tham gia vô. Tôi dạy không có nghĩa là tôi ngừng chia sẻ kiến thức. Công việc của tôi là chia sẻ kiến thức. Tôi đem kiến thức free tới cho mấy bạn. Các bạn mà thích donate vì các bạn trân trọng kiến thức đó, thì các bạn có thể làm được điều đó thoải mái thôi. Tôi không có nói gì hết trơn. Các bạn không làm tôi cũng không có làm gì các bạn hết. Nhưng tôi có lớp dạy Bitcoin, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm clip nói về Bitcoin. Như ngày hôm nay tôi sẽ nói về blockchain. Đó là cái công nghệ nằm đằng sau Bitcoin. Blockchain nó là cái gì và tại sao nó lại quan trọng tới mức mà không phải chỉ có một mình Bitcoin xài blockchain, mà những loại cryptocurrency, những loại tiền điện tử khác cũng như vậy. Và tại sao sau này các bạn sẽ thấy hầu như cái ngành nào mà có xài dữ liệu là đều dính tới blockchain hết. Bảo đảm luôn, nó vô cùng quan trọng. Và nó quan trọng tới cỡ nào, nó hay ho tới cỡ nào thì còn chờ gì nữa. Clip này nè, xuất hiện đi. Muốn hiểu về blockchain, trước tiên chúng ta phải biết con người của chúng ta luôn có hai cái nhu cầu cấp thiết. Đó là làm sao để lếu lèo, làm sao để lếu lèo được càng nhiều càng tốt. Ủa lộn, anh xin lỗi, sai rồi. Đang nói về blockchain mà. Thì nhu cầu của con người chúng ta là luôn có nhu cầu lưu trữ thông tin phát sinh ra. Và thứ hai là quản lý cái thông tin đó để làm sao cho nó nhẹ nhàng, dễ dàng, thoải mái nhất. Thì thông tin là gì? Thông tin có thể là tin tức, có thể là lịch sử, có thể là những cái thành tựu của con người. Nói chung là mọi thứ thông tin lưu trữ lại. Và quản lý thông tin đó là quản lý gồm cái chuyện cập nhật, sửa đổi, kiểm tra để làm sao cho thông tin nó không bị một cái thằng chó đẻ nào nó sửa theo hướng có lợi của nó. Nói thiệt, từ trước tới giờ lịch sử loài người lại xuất hiện không biết bao nhiêu thằng vua chúa nó xóa sử để làm cho nó xịn, nó đẹp hơn, mà dù nó mất dạy, nó chó đẻ. Cho nên á, người ta luôn muốn tìm cách quản lý thông tin, kiểm tra cập nhật thông tin làm sao cho nó chính xác nhất, nhưng đồng thời cũng phải dễ dàng tiện lợi nhất. Bởi vì con người bản chất rất là làm biến. Bạn nào có cái clip mà chúng ta đang đánh giá cao bản thân chúng ta thì các bạn sẽ thấy trong đó não của chúng ta nó là biến lắm. Chẳng hạn như cái lỗ mũi của chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy cái mũi và nhìn xuống các bạn thấy cái mũi liền, nhưng mà nó quyết định là nhìn thấy cái mũi không để làm gì hết, cho nên chúng ta không cần phải nhìn cái mũi đó. Dẫn tới chuyện là mấy ngàn năm qua con người luôn tìm một cái cách để có thể lưu trữ thông tin, quản lý thông tin một cái cách dễ dàng, nhẹ nhàng nhất, cho đến khi blockchain xuất hiện. Blockchain là một cái sự quản lý thông tin ưu việt nhất từ trước tới giờ. Nhưng nói tiếng Anh nó đơn giản lắm. Block có nghĩa là khối, chain nó có nghĩa là một chuỗi. Blockchain là một chuỗi những cái khối dữ liệu kết hợp lại với nhau. Đơn giản như vậy thôi. Và đó chính là blockchain, là sự ưu việt của nó. Nói tới đây chắc các em sẽ trời ơi tuyệt vời, ưu việt như vậy leo. Em nói thiệt, nghe tới đây là em thấy cái thông tin kiến thức của anh sao trời ơi, nó làm cho em cảm thấy cái đầu của em nó mở bừng sáng như vậy đó. Ngay lập tức em sẽ bấm subscribe cái kênh của anh, tại vì kênh của anh tri thức dữ quá. Em sẽ bấm share luôn, tại vì nói thiệt từ trước tới giờ em không hiểu blockchain là gì. Em coi xong khúc này em hiểu liền, ngay lập tức bấm share để cho người khác cũng hiểu như em luôn. Không có rồi leo, em nói giỡn thôi. Anh nói tới đây mà em ngừng lại, nói thiệt hả? Em report anh, em hủy subscribe anh liền đó. Trời đất ơi, nói gì ưu việt mà nó mới giải thích cái chữ block cái chữ chain đó. Thiệt em học tiếng Anh lớp 3, lớp 6 thì em cũng có thể làm được chuyện đó. Thì từ từ mấy em, làm cái gì mà sồn sồn như lông chồn bị bứt vậy? Anh chưa kịp nói hết mà, em chưa kịp, từ từ.
vì sao blockchain nó hơn hẳn tất cả những cách quản lý dữ liệu theo như hiện tại là bởi vì ba chữ phi tập trung. Cách quản lý dữ liệu thông tin hiện tại là tập trung, tức là centralized. Mọi thứ được tập trung vào trong tay một người hoặc là một cơ quan, một cái bộ phận có trách nhiệm cập nhật, kiểm tra, giám sát cái thông tin đó. Nó cũng sẽ dẫn tới vấn đề là tập trung thì hoàn toàn có thể là ok, tao có quyền thì tao có thể lạm quyền. À, tao có thể sửa, đâu ai biết đâu, tại vì tao chính là người kiểm tra luôn mà. Còn blockchain thì không có như vậy. Blockchain, toàn bộ quyền lực đều phi tập trung. Có nghĩa là thông tin sẽ được kiểm tra, giám sát, sửa đổi, ghi vào hệ thống blockchain bằng toàn bộ những người tham gia vào blockchain, chứ không phải là một cá nhân nào hết. Cho nên cái chuyện lạm quyền không thể xảy ra được. Để giải thích một cách đơn giản thì anh sẽ nói nó như vậy. Giả sử có một công ty, ở công ty đó cái anh kế toán á, ảnh là người rất quyền lực. Anh có cái file Excel chi bao nhiêu ghi ra ngày giờ, thu bao nhiêu ghi ra ngày giờ, ai là người ghi hết trơn luôn. Nhưng mà tuần anh nghỉ 2 ngày, thứ 6, thứ 7, thứ 7 chủ nhật anh nghỉ, anh không đi làm. Cho nên giờ đó ai mà muốn cập nhật file Excel là thua. Rồi thí dụ thứ hai anh bị bệnh thì thứ ba anh không đi làm cũng thua luôn, là phải đợi ảnh thôi. Nhưng ông sếp có thể nhấn nhó: em khúc này đừng có ghi vô trong đó nghe chưa, tiền công ty khúc này chi ra để donate cho anh Leo đi, tại vì kiến thức của anh nó quá đáng hay, nó thiệt rất là vô cùng đáng trân trọng luôn. Mà donate Momo, VCB, PayPal như Leo nè @gmail.com, rồi thôi làm mỗi tháng nữa patreon.com như Leo nè nó, bởi vì tuyệt vời, đáng xứng đáng cho anh Leo lắm. Cái anh mà anh kế toán ảnh thì ảnh muốn làm lâu rồi nhưng mà sếp nói sẽ làm liền, nhưng mà anh không có ghi vô trong cái file Excel đó, nó dẫn tới thông tin bị thao túng bởi một người nào đó có quyền lực. Và nói thiệt với mấy bạn, có rất là nhiều công ty đẻ ra chỉ để làm cái nhiệm vụ là kiểm tra giám sát những cái thông tin của những công ty khác thôi. Tức là ok anh nói này đúng rồi nhưng mà tôi không tin, tôi phải ngồi tôi kiểm tra giám sát lại. Thì cái chuyện đó nó tốn vô cùng bao nhiêu tiền luôn á, chỉ để làm cái chuyện là kiểm tra. Bởi vì từ trước tới giờ quyền lực mà tập trung vô tay một ai hoặc là một cái tổ chức nào đó thì cái đám đó chắc chắn sẽ làm quyền luôn. Chắc chắn luôn. Lịch sử con người đã nói như vậy rồi. Thật ra bạn nào mà coi cái clip luật pháp công bằng là sao của tôi sẽ thấy đám nước ngoài, cái tổ chức mà cái tòa án của nó rất là hay, quyết định phạm tội hay là vô tội không phải là do ông thẩm phán hay ông chánh án ông nói, ông chỉ à mày phạm tội mày vô tội rồi, không có, mà là 12 người bồi thẩm đoàn không có liên quan gì hết. Coi đi sẽ thấy cực hay luôn. Trong cái nội dung cái clip ngày hôm nay tôi sẽ tạm thời không nói chuyện đó. Blockchain á, nó không cần phải mướn một cái công ty nào để làm chuyện đó hết, tại vì chính những cái người tham gia vô blockchain á, đã có quyền làm cái chuyện đó rồi. Mọi thông tin vô blockchain đều sẽ được cập nhật, sửa đổi, kiểm tra để làm sao những người trong blockchain cùng ok rồi đây là thông tin đúng, ghi nó vô trong blockchain rồi thì mới được ghi vô. Và sau khi ghi vô rồi là nó sẽ trở thành một phần của blockchain vĩnh viễn, không ai sửa đổi, không ai có chuyện mà tao quen với mấy anh trong blockchain là anh sửa lại được. Mày muốn có mấy bitcoin rồi anh dám dúi anh nhét cho mày cho. Không có đâu, không có chuyện đó, chuyện đó không thể xảy ra được ha. Anh Leo, anh diễn tả thì em thấy hay thiệt á, nhưng mà không gian lận được sao, cái cách hoạt động của blockchain nó như thế nào em vẫn còn mù mờ lắm. Anh có thể nói rõ hơn được không? Được, đó là lý do vì sao làm clip này mà. Nó là như vậy nè, trong cái mạng lưới blockchain á, thông tin khi mà được bỏ vào trong blockchain á, có thể là một giao dịch của anh A chuyển coin cho anh B hoặc là anh B chuyển coin cho anh C gì đó, thì cái blockchain đó, nó kiểm tra coi cái giao dịch đó có thiệt sự như vậy không, và nó kiểm tra là coin từ anh B đã tới, từ anh A đã tới anh B chưa. Tất cả những cái máy ở trong cái hệ thống blockchain đó, những máy đó được gọi là node, nhưng tiếng Việt chúng ta gọi là máy đạo đó. Trong hệ thống blockchain là bao gồm tất cả những cái máy đạo có nhiệm vụ là kiểm tra và ghi lại và giám sát cái việc ghi lại những cái thông tin, tất cả giao dịch phát sinh trong cái blockchain đó vào trong một cái block thông tin. Và sau khi mà những cái máy đó mà ghi vô trong cái block đó rồi thì nó sẽ kiểm tra coi cái block này nó có phù hợp và phụ thuộc vào cái blockchain hay không. Nếu đúng, cái block thông tin đó sẽ được ghi vô cái blockchain, tạo thành một phần của blockchain và vĩnh viễn cái block đó không thể thay đổi được nữa. Một chuỗi những cái block dữ liệu đều gắn lại với nhau từ đầu tới cuối, từ hồi đầu tiên mà blockchain nó hình thành cho tới khi mà blockchain nó đang được hoạt động vào thời điểm mà cái giao dịch nó bị diễn ra, là nó nằm ở trong đó, không ai thay đổi được. Muốn thay đổi là phải thay đổi toàn bộ cái blockchain đó và phải được cái sự đồng thuận cùng sự chấp nhận của toàn bộ những cái máy đào ở trong cái hệ thống blockchain đó thì mới có thể thay đổi được. Làm như vậy tốn tiền lắm, tốn sức lắm, không có ai làm hết. Cho nên đó là lý do vì sao blockchain không ai hack,
không ai có thể hack và không ai muốn hack hết. Và đó chính là sự ưu việt của công nghệ blockchain. Đó là lý do vì sao tất cả các loại cryptocurrency đều hoạt động dựa trên blockchain. Bởi vì sẽ không ai rảnh rỗi mà để ngồi đó để kiểm tra coi thằng này nó đưa tiền tới người kia chưa, kia nó đưa tiền chứ nọ chưa, để cho máy làm hết. Máy làm xong rồi máy tự động, máy quyết định là ok, những cái này thông tin này nó đã đúng chưa, nếu nó đúng hết rồi thì nó lưu lại. Và toàn bộ những thông tin đó đều vĩnh viễn nằm lại trên internet, trong những cái máy đào. Và nó không bao giờ có thể xóa đi trừ khi xóa sổ toàn bộ máy đào. Nhưng mà chuyện xóa sổ là không xảy ra. Bây giờ các bạn thử tưởng tượng coi, tiền cryptocurrency, Bitcoin nó có giá, những cái loại khác như Ethereum cũng có giá luôn. Tự nhiên mày đem mày xóa sổ toàn bộ cái đó, mất hết tiền, bị khùng hả? Mày mà tính làm vậy á, là cái đám mà nó đang đào máy đào nhảy vô nó quýnh mày liền á, quýnh cho mày chết luôn á, chứ đừng nói không phải người quýnh mà máy quýnh luôn á. Chuyện nó không thể xảy ra. Đó là lý do vì sao mà công nghệ blockchain là cái quan trọng nhất của tất cả các loại cryptocurrency, không chỉ của cả Bitcoin. Bây giờ đã hiểu vai trò của máy đào ở trong cái công nghệ blockchain chưa? Và còn những cái câu hỏi khác, chẳng hạn như ủa vậy thiệt sự máy đào nó chỉ có ngồi làm nó ghi lại thông tin thôi hả anh Leo? Rồi vậy rồi tiền Bitcoin nó ở đâu ra? Rồi những loại tiền khác nó ở đâu ra? Sẽ có clip khác anh sẽ nói về vấn đề đó. Nhưng về cơ bản thì các em hiểu tới đây là cũng đã đủ rồi. Và nếu mà em nào mà muốn hiểu rõ hơn hoặc là muốn tham gia cái thị trường crypto này để mình bỏ tiền để mình đầu tư á, thì em có thể đi học cái lớp của anh. Lớp của anh á bao gồm những thông tin là dạy cái cách mua bán, dạy cái cách tránh lừa đảo, dạy cái cách đầu tư làm sao mà cho ít lỗ nhất. Chứ anh không có nói là chuyện lời nha, anh luôn nói với mọi người là lời lỗ là do em ăn, tiền của em tự bỏ ra. Từ đầu tới cuối anh chỉ thu tiền học phí, chứ anh không có thu một cái đồng xu các bạc nào nữa hết. Anh không có nhận đầu tư giùm đâu, anh không có làm cái chuyện đó. Còn những đứa khác bảo đảm nó sẽ nhảy lên, nó tiếp tục gào nữa, lại tiếp tục vụ gà lừa đảo này nọ lợi chai gì. Rồi ba cái này cũng có gì đâu phải học, inbox tao, tao chỉ cho tao chỉ free luôn. Trên đời này đã bao giờ mấy em rảnh tới mức bỏ thời gian ra để giảng cho một người lạ mà không nhận lại một cái gì hết chưa? Anh giảng, anh làm clip là bởi vì anh sẽ có phần donate của những người trân trọng kiến thức của anh vô đây, rõ ràng như vậy. Và anh sẽ có view cho cái clip của anh. Nhưng tụi đó thì nó không làm clip, nó lại sẵn sàng chỉ cho các bạn những cái thứ mà anh đòi tiền mấy triệu để dạy cho mấy em. Là cuối cùng tụi nó sẽ được gì? Nó được chính tiền của mấy em đó. Các em sẽ phải trả tiền học phí ngu. Mà tiền học phí ngu nó không có phải là cái tiền học phí mà thấy ngay từ đầu. Nó là những cái học phí ẩn. Những cái đó nó không phải chỉ là vài triệu, mà nó sẽ là vài chục triệu, vài trăm triệu cho tới vài tỷ. Đó là tùy các bạn. Các bạn mà muốn đi học những đứa mà sẵn sàng chỉ free cho các bạn, thoải mái thôi. Còn anh lấy tiền, em muốn học thì học, em không muốn học thì thôi. Nó cũng giống như cái chuyện mà anh kêu các bạn mà donate vậy đó. Các bạn muốn donate thì các bạn donate, các bạn không donate cũng sao, anh cũng vẫn làm clip thôi. Các bạn có thể bấm subscribe. Khi mà anh có clip về kiến thức lên thì các bạn sẽ ngay lập tức được tiếp cận những kiến thức mới theo một cái cách giảng giải vô cùng tinh tế, dễ hiểu, nhẹ nhàng. Nói thiệt á, từ trước tới giờ các em đều biết là chúng ta đi học ở những lớp học có những ông thầy dạy hay, dạy hấp dẫn thì đáng giá hơn là những cái ông thầy dạy dở. Nhưng mà tại sao khi anh làm những cái clip hay ho như vậy thì các em lại cho rằng anh đang xin 4.0? Có hiểu dễ sợ? Không quan trọng. Quan trọng là coi tới đây nhớ bấm share clip để cho mọi người cùng hiểu biết về blockchain. Đừng có mở miệng ra kêu Bitcoin tiền ảo lừa đảo nữa nha. Em nghe anh mệt lắm rồi. Thôi vậy đi, tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip khác. Bye.